Yo mọi người, hiện tại thì mình đang ở sân bay Nội Bài và hôm nay mình có một cái chuyến đi chơi, đi du lịch cũng như là đi làm việc luôn. Lúc nãy thì mình vừa mới qua khỏi cổng an ninh, phải bỏ máy tính ra để check các kiểu. Mấy anh em đang check in. Hôm nay mình đi với cả mấy anh em ở Iron Cup đi chơi cùng, mấy đi nhân tiện đi thì mình đi cùng, đi ké luôn. Và trong cái chuyến đi này ấy, mình có làm việc một người cực kỳ là hot luôn. Và mọi người hãy stay tune cái video này để xem là mình làm việc với cả người nào. Và mình nghĩ là phải đến 80-90% đều các bạn đều biết cái người luôn. Mình hứa cả mọi người như vậy luôn. Đi chưa? Đi. Cửa 8 á. Tại bên này. Hay anh em không cần ăn sáng luôn đấy. Anh em chưa sáng nhỉ? Chưa. Dậy sớm đấy con đi. Dậy sớm bao việc chứ đâu phải ăn đâu. May thì ở sân bay khá là đông. Cửa số 8. Đây này, chưa này. Em có mơ đâu. Mình không được ra thẳng, mình phải đi ô tô để phải mọi người ạ. Mình đang phải đi bộ ra đường sân bay. Cho mọi người xem sân bay nhá. Cái gì đấy? Đây, cắt mà đi rồi. Cầm à? Cắt máy rồi. Đây, có, em mang cho em à. Xin chào. Rồi. Các trẻ em ngồi. Em ngồi bên này nào. Hello mọi người, mình vừa mới đặt chân tới Sài Gòn. Và hiện tại thì sẽ đi taxi để đi lấy hành lý. Sau đó thì đi taxi về cái chỗ mà bọn mình ở để cất đồ. Sau đó thì sẽ đi măm măm. Không biết là mình... Mấy anh em đi chơi với em đi ăn gì ấy? Đi ăn gì? Hôm nay mình ăn cơm tấm đấy. Chưa ăn cơm tấm đấy. Thế này mình sẽ đi ăn cơm tấm. Cũng khá là, chắc là một cái món khá là ngon ở Sài Gòn. Và mọi người hãy theo dõi video này để xem là như thế nào. Ok. Ok. Ayo. Hello mọi người nha. Ayo anh em, mình chiều nay mình có đi lấy một số đồ để chuẩn bị cho ngày mai. Và bây giờ mọi người đang ăn tối. Và bây giờ mọi người đang ăn tối, sau đó thì set up một số đồ. Đây, đang làm mấy anh thợ sửa điện, thợ sửa ống nước. Mình vừa mới đi thuê đồ, đây là một cái cơ sở mới của Iron Cup mà cũng như là bọn mình ở tại đây.
mấy anh em ở nhau khá là vui. Đấy, hôm nay mình có đi đây là founder của Iron Cap nhưng mà các bạn không biết đâu. Hôm nay mình có đi thuê cây đèn này, hai cây đèn. Đó. Đây thằng này nó muốn lên hình này. Hello mấy bạn. Đây là anh em homie. Đang nấu ăn với bạn, các bạn muốn học nấu ăn không? hỏi nem bao giờ chín không, hỏi muốn học nấu ăn không. Đây là cái máy khói, máy tạo khói, mình sẽ cắm nó vào. Đấy, mình cho các bạn thấy nó mù mịt luôn nhá. À chết, nó bảo 10 phút mới được. 10 phút thì 10 phút mới tạo khói được nữa. Không, tạo khói được nhiều nhưng mà đợi 10 phút. Đó. Đây là cơ sở mới của Iron Cup, thấy khá là đẹp. Ở số 117 ngõ 26 Nguyễn Đức Cảnh, à Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Các bạn có thể qua đây cắt tóc. Thế nhưng mà muốn qua, ngày mai mình sẽ quay một cái video cho một người cực kỳ là nổi tiếng luôn. Mình nghĩ là các bạn xem đến ngày mai các bạn sẽ biết đấy là ai. Em ngồi đâu nhá? Chào thế. Cho cháu lên Nguyễn Huệ vậy. Ra nó ngoán đây. Bây giờ tất cả anh em chúng mình xóa lên đường đi chơi. Em thắt nhẹ em ta. Ok. Mình vừa được thằng rổ hơi này. Nó dài. Nó dẫn mình ra phố đi bộ. Vâng này. Nhưng mà mình cảm thấy lượn qua nhiều nơi mà không có cái cảnh nào đẹp cả. Để mình có thể chụp thêm một phố được cái outfit tại Sài Gòn. Nhưng mà thực sự thì phố đi bộ ở trong Hồ Chí Minh này nó không như mình nghĩ. Lộn, mình nghĩ là nó sẽ rất là có một cái gì đấy nó rất là hay. Nhưng mà nhưng mà nó hay thật. Đấy, đâu bên này mà. Mình đang đi đến cái chỗ chỗ này. Ồ, đừng có vớ vẩn. Đi đến cái chỗ này là chỗ gì nhỉ? Là chỗ tượng đài. Đây cơ mà. Cái gì công an nhân dân đấy. Yên tâm, biết rồi, em biết rồi. Ở đây này, đây là cái gì thành phố ấy. Nó rất là đẹp và mình sẽ chụp ảnh ở đây. Mẫu nào nhỉ? Có cả bên này nữa này. Bên này là một trong những cái view khá là signature tại Sài Gòn. Bây giờ anh bảo Tài anh nghe nhá. Chú kéo mắt quần Tài cũng mua không ạ? Tên sáng Sài Gòn. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn chụp ảnh buổi tối nhưng mà vẫn đẹp nhá. Mình chụp bằng app Fuji. Đấy, chú quay lại là sao anh nhỉ? Có bỏ cái túi ra không? Thử rồi. Đứng luôn bé đây chị. Ok. 1, 2, 3. Hey yo. Hello mọi người. Và mọi người vừa xem xong cái ngày đầu tiên của mình ở tại Sài Gòn. Có thể là cái ngày đầu tiên này nó hơi ngắn một chút. Bởi vì là thực ra ngày hôm đấy mình đi phải đi thuê đồ ấy. Mình đi thuê đồ đi quay video cho ngày mai. Cho nên là mình không có thời gian, mà các bạn biết đấy, ở Sài Gòn thì mình không thường xuyên dùng điện thoại cũng như là quay vlog ở bên ngoài vì mình rất là sợ cái tình trạng cướp giật ở đây. Nhưng mà không sao, hẹn gặp mọi người ở cái vlog 2 thì sẽ hay hơn rất nhiều. Ok.